Khumet và Bia Sài Gòn cùng nhau làm nên bộ sưu tập Tết 63 là 1. Bộ sưu tập ý nghĩa 63 là 1 mang những nét đặc trưng của 63 tỉnh thành để tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam. Cùng Khumet khám phá quá trình sản xuất bộ sưu tập đặc biệt này nhá, với một đội ngũ luôn kỹ lưỡng thực hiện từng thiết kế, từ khâu gia công đến chọn lựa chất liệu áo, in ấn và đóng hộp chỉnh chu. Khumet đã mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất và sự tin tưởng khi đồng hành. Hãy cùng chờ đón những dự án tiếp theo của Cooling Sprint bạn nhé.